Yeah, maybe when there you go. Chứ phiêu là ai ấy? Phiêu phiêu là thằng đánh lên men giỏi như này. Phiêu phiêu là một người dân mà. Đàn bà. Anh ấy bật lên là cái mồm nó nói đi thay chuyện mà nó nói cái kiểu đi con gái nó chứ đấy. Thế cái là như thế nào? Nó gần người mình, 10.000 con Đây là thằng này đây này. Cái thằng này ra nó nổi là vì mình chưa có lần cảnh nhà chưa không phải là nó nổi đến giờ nào. Nào mà bây giờ mọi em bảo để em về em lấy ai cũng đồng ý. Còn mua đây ạ. À, mình trái nhé. Gọi là thôi. Nhỉ? Anh không trêu chú lúc chú dâm nữa. Gì?
lúc mà lần trước em vừa đang làm việc anh quay thành giúp tiêm gì đó không nào, vừa lại vừa đây xong anh nhớ chưa cái lúc đấy là chú làm xong rồi vì em đang cuông thường em vừa cuông xong thì em cuông chuẩn bị cuông tiếp thì anh quay ra thì đấy là lúc đấy chú nghỉ đúng không, đây anh vừa đang nghỉ đấy được, anh cứ chơi hết đi chơi xong rồi anh cứ chơi hết đi anh ạ à. Anh cứ chơi cho nó thoải mái nào. Anh ạ, okay. Anh cứ chơi cho nó thoải mái nào. Còn ai chịu anh nhớ nhỉ. Nỡ rằng không thuộc về ta. Anh nghe chơi cho để trâu rồi. Anh chơi cho trâu rồi. Trâu rồi, trâu rồi. Trâu hết. Anh cũng trâu hết rồi. Con zombie ấy, đây nhìn con zombie nhìn như mấy con tiểu năng vậy. Thế em nhìn thấy người không có tiểu năng. Thank you.
áp lên cũng không biết gì là chuẩn đâu. All right.